cách xa lâu nay. Đây là ngày em bước mong suốt bao năm qua, đã làm hai ta trong ngóng, cứ mong sao cho con đường ngày hôm nay ngắn đi nhiều, để em có thể về gặp anh sớm hơn. Nếu như anh đã lớn thành cùng ai tối nay, giữ yên đôi tay chờ em đi.